Mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba cao vẫn đang là thách thức lớn nhất của công tác dân số ở nước ta hiện nay. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế xã hội, chất lượng dân số, mà quan trọng hơn là chính những bé trai sinh ra ở thời điểm này sẽ khó có thể lấy vợ trong 20 năm sau. Câu chuyện tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội sau đây cho thấy sự thất bại trong chính sách dân số ngay tại thủ đô Hà Nội. Mới 27 tuổi, nhưng nhìn chị như đã ngoài 30. Lấy chồng từ năm 18 là dâu trưởng, chị càng phải tất bật lo toan nhiều việc hơn. Làm mẹ của ba đứa con, tất cả đều là con trai. Nhưng mong muốn có thêm con, thêm cháu, chưa bao giờ là vơi cạn trong gia đình này. Không những nhà mình đây còn vẫn còn mấy mảnh đất nữa. Chính vì cái điều kiện như thế này nên ông bà mới khuyên động viên đẻ thêm. Đó cũng là suy nghĩ của không ít gia đình ở xã Ngọc Tảo này. Dù kinh tế có khá giả hay không, nhưng với quan niệm đông con thì nhiều phúc, gia đình nào cũng muốn sinh nhiều con. Ba cháu thì nó kinh tế nó khó khăn nhưng mà cố gắng rồi. Cứ đẻ thôi chứ con nuôi ít nữa thì lại chưa sinh bò chứ chưa sinh cỏ. Trong tổng số 183 trẻ ra đời vào năm 2012 tại xã Ngọc Tảo thì có đến hơn 40 trẻ là con thứ ba, chiếm tới hơn 20% tổng số sinh. Đó cũng là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay ở xã này. Những cái năm 80, 90 của thế kỷ 20, thế kỷ trước 20 thì chúng tôi tỷ lệ con thứ ba cao nhất là có 17%, mà cho đến nay là 2012 là chúng tôi 22,4%, coi là tỷ lệ sinh con thứ ba quá cao ở địa phương từ xưa tới nay, kỷ lục. Không chỉ lập kỷ lục về tỷ lệ sinh con thứ ba, mà Ngọc Tảo còn đứng đầu cả nước về mức chênh lệch giới tính khi sinh. Lớp học 5 tuổi của trường mầm non Ngọc Tảo, từ nhiều năm nay, số học sinh nam luôn nhiều hơn học sinh nữ. Một lớp có 40 em thì có tới gần 30 em là nam. Số trẻ nam bao giờ cũng chiếm nhiều hơn, ví dụ như từ 65 đến 70% là nam, còn lại chỉ 25-30 là trẻ nữ. Cũng trong năm 2012, mức sinh của toàn xã Ngọc Tảo là 183 trẻ, trong đó nam là 107, còn nữ là 76. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đạt mức gần 150 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Đó là mức cao nhất tính từ hàng chục năm trở lại đây ở xã này, và cũng là tỷ lệ cao nhất cả nước. Chưa có con trai thì người ta vẫn đẻ tiếp con trai, mà nếu có con trai rồi là người ta vẫn muốn đẻ. Cũng theo các cán bộ ở đây, thì không chỉ tỷ lệ sinh con thứ ba cao, mà tỷ lệ sinh con thứ tư, thứ năm ở xã cũng đang có chiều hướng gia tăng. Cùng với mức mất cân bằng giới tính khi sinh, thì hai vấn đề này đang trở thành câu chuyện nhức nhối ở xã Ngọc Tảo. Đó cũng là thách thức chung của công tác dân số nước ta. Những kỳ vọng của ngành dân số trong việc cân bằng tỷ lệ giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trong hàng chục năm qua vẫn mãi chỉ là kỳ vọng. Từ 2006 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục tăng. Chưa có khi nào tỷ số giới tính khi sinh từ năm 2006 đến nay dưới 110. Mà bình thường cái tỷ số giới tính khi sinh nó chỉ dao động khoảng từ 103 đến 106. Gần 20 năm nuôi nấng một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành không phải dễ dàng. Với một xã còn nghèo như Ngọc Tảo thì điều đó càng khó khăn hơn. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở chất lượng dân số, mà quan trọng hơn là chất lượng sống của chính những đứa trẻ được sinh ra vào những năm đầu của thế kỷ 21.